Hello, mình xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình xin review về cái váy, một chiếc váy cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù là nó hơi nhăn một chút nhưng mà hàng vẫn nguyên đang nguyên kiện. Nhưng mà nó vì là em lấy mặc nó bị hơi rộng eo một xíu, nên là em mới nhờ mình bóp lại cho, thì tiện đây mình cũng xin chia sẻ luôn. Thì vì sao mình chia sẻ cái váy rộng eo này, vì cái váy này cái đường ở trên này các bạn này thì nó có cái đường tách sườn các bạn ạ. Đây là nách này, đó, xuống đến đây. Thế nhưng bên dưới này thì nó lại may tròn, các bạn nhìn thấy không, không có đường cắt tách eo ở bên dưới. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ với các bạn cách để sửa một chiếc váy mà nó bị mắc cái lỗi này. Thì chúng ta nên tháo hết cái đường, tháo đường sườn này ra này, à tháo đường eo này ra này các bạn này, tháo vòng xung quanh nhé, từ đằng trước ra đằng sau. Đó, đây là thân dưới này các bạn này, còn đây là thân trên. Đấy, thì chúng ta tháo hết từ cái chỗ khóa này này, tháo khóa ra trước nhé. Đầu tiên là chúng ta tháo một đoạn khóa lên đến khoảng 10 phân, lên đến bên từ chỗ eo này lên trên này 10 phân này, trên lưng trên này, và tháo tuốt xuống dưới, tháo cái khóa đây, khóa đây, tháo tháo tuốt hết cái khóa từ chỗ này và xuống hẳn luôn, tháo tung cái khóa bên dưới ra luôn. Thế rồi chúng ta bắt đầu tháo tiếp cái đường đường eo này này các bạn này, đường eo này mình tháo hết ra đó, tháo hết cái đường eo này ra này. Rồi, chúng ta khi mà chúng ta tháo rời được cái thân trên và thân dưới ra thì chúng ta bắt đầu tiến hành là bóp bóp những cái ly, đường ly ly đằng sau này đó, đằng sau có ly, chúng ta bóp ly đằng sau và bóp sườn, hai bên sườn các bạn ạ. Thì cái này nó có đường sườn cắt thì chúng ta nên bóp cả sườn cả cả ly sau. Thế rồi mình không nên bóp quá nhiều cái đường, khi mà mình bóp đằng sau ấy thì tất nhiên là mình phải bóp cả đằng trước các bạn ạ. Nếu mình mà bóp quá nhiều đằng sau thì nó sẽ bị kéo hết cái đằng trước này này ra đằng sau, nó làm mất dáng của cái váy. Vì vậy mà chúng ta cần phải bóp cái gì nữa, bóp hai cái ly ở đây này các bạn này. Đó, chúng ta tháo ra, tháo rời nó ra, chúng ta cho xa ra một tí và chúng ta bóp lại cái ly này một chút này. Khi mà chúng ta bóp xong rồi thì chúng ta muốn cái eo này vào bao nhiêu thì chúng ta đã bóp được cái số lượng mà số số phân mà mình cần bóp ấy, thì mình đo lại, mình nên đo lại thì nó đã đủ rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu gập lại, sóng hai đường sườn của hai bên này vào, rồi chúng ta túm lại ở giữa này, chúng ta bấm cái điểm ở giữa của thân trên, điểm ở giữa của thân dưới, và chúng ta tiếp tục đặt hai cái điểm đó vào với nhau. Thế nhưng mà cái do cái váy này bên dưới nó là váy cắt xéo nên chúng ta sẽ đặt cái thân trên lên và chúng ta sửa cái thân dưới này, à chúng ta để thân dưới này xuống bên dưới. Đấy, thì bây giờ mình chỉ như thế thôi, mình tí nữa mình sẽ gỡ ra và chúng mình các bạn nhìn theo mình để làm nhé. Rồi các bạn ơi, sau khi mình gỡ, bây giờ mình đã gỡ xong rồi và mình tiếp tục bóp những cái ly này vào nhé. Đây là đường sườn, đường eo này. Mình bóp hết lại các bạn.
đi trước, đi của thân trước. Bây giờ những cái máy gia đình, máy nhỏ xíu gần như nhà ai cũng có, nên là ai cũng có thể sửa, tự sửa ở nhà được. Vậy là toàn bộ ly mình đã bóp lại hết rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ may chập nó vào và bắt sổ thôi. Thì chắc khóa nó xong là ok thôi các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ... Nó hơi tối một chút đúng không các bạn? Nhưng mà không chịu khó cố gắng nhìn nhé. Đây, mình sẽ gập lại hai cái đường sườn mình chập vào mình nhau và mình bấm điểm giữa của thân trên này và điểm giữa của thân dưới các bạn ạ. Bạn nào mà khéo tay là nhìn thế này là tự làm được ở nhà, nếu như nhà có máy nhỏ đấy, làm được ở nhà. Các bạn ơi, vậy là mình đã bóp xong và mình đã nối lại thân dưới và thân trên xong. Thì hiện tại bây giờ thì bác quay phim và bây giờ nó thừa như này các bạn ạ, nó thừa bao nhiêu này chúng ta phải gọt đi, chúng ta gọt lượn lượn một xíu để cho nó có cái dáng nhé các bạn nhé, lượn xuống gần đến gấu thôi. Cắt nó đi vậy. Con lấy. Đây mình sẽ kẻ phần cho nó chuẩn nhé. Kẻ phần cho nó chuẩn. Bóp mình nhiều
các bạn bóp tầm mấy phân đấy, 4 phân. Bóp tầm 4 phân. Các bạn ơi, bây giờ mình đã bắt sổ rồi và bây giờ mình tra khóa vào nhé. May nó lên và tra khóa vào. Được xong. Mình đang không hiểu tại sao mình phải. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tra khóa nhé. Thì đây, cái chân vịt này là dùng để may khóa giật lệ các bạn ạ. Mình phải lắp cái này vào. Kiểu không có mở. Không vậy. Lắp cái này vào. Cái này vào ạ. Không vậy. Con đừng xem bác nhá. Mình may, cái khóa này. Con gì vậy? Con gì vậy? Con may khóa. May khóa váy. Em quái à? Ừ. Chị em à? Ừ. Con về đó. Con ở đây chơi với bác hay con về nhà con? Con ở đây với bác. Con ở đây với bác à? Bác con gì vậy? Bác đang may khóa. Ok, ở đây chơi với bác. Con gì vậy? Bác may khóa. Em có về đấy à? Ừ. Wow, chín chín. Hoàn thành tra nốt khóa là xong các bạn ơi. Bác cho con nhờ gì con vứt thùng rác. Ừ, con vứt vào thùng rác đi. Con vừa rồi ạ. Được rồi hả con? Con vứt thùng rác rồi ạ. Bác cảm ơn con. Con. Bác cảm ơn Bon nhá. Vâng chứ. Vâng. Con mặc cái gì vậy? Các bạn ơi, mình đã may xong cái khóa rồi. Và bây giờ cái khóa này đã tra xong và hoàn thành rồi các bạn. Cái vải này nó hơi bị khó may. Nó trơn. Cái trơn ạ? Nó trơn lắm. Chắc không được khí. Bác Ben à, bác Bon ạ. Bác Ben, bác Bon ạ. Bác Bon ạ, bác Bon. Dạ, bác trưởng. Ông chú ba bác ông chú ông ba bên gọi à ơi gọi à bé bác à cái gì kiểu nhá nói đi các bạn ơi con đứng lên các bạn ơi. Vậy là mình đã sửa xong chiếc váy và bóp xong rồi. Ok rồi, bác chào rồi nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đến đây nhá. Cái cây còn áo thì nhắc chưa áo hướng dẫn tiếp. Các bạn nhớ like, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nhá. Nào, Bon ơi, theo nói theo bác này. Theo bác. Nói đi. Chào, xin chào các bạn. Nhờ đó mà. Các bạn hãy chia sẻ. Chia sẻ. Like. Like. Và đăng ký. Đăng ký. Kênh. Kênh cho, cái này. Cho bác. Cho bác gì đây? Bác gì à? Bác gì?
Đây rồi, đúng rồi. Xin chào các bạn, bye bye.